Vâng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố để hàng hóa được lưu thông không bị ách tắc. Còn lực lượng y tế của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang căng mình chống dịch tại các điểm nóng về COVID-19. Vâng, và để cho các tình nguyện viên, các y bác sĩ cũng như là chính người dân đang sống trong vùng dịch được an toàn thì mới đây Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn 10 bước mặc và 9 bước tháo bỏ đồ phòng hộ cá nhân an toàn để tránh lây nhiễm COVID-19. Vâng, và cũng xin được chia sẻ thêm là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết là hiện nay trung bình một ngày thành đoàn đang đưa khoảng 6.000 tình nguyện viên đến các điểm chốt để lấy mẫu, các chốt cách ly phong tỏa. Tuy với tinh thần dập dịch nhưng các tình nguyện viên vẫn luôn phải đảm bảo được sức khỏe của mình, và vũ khí quan trọng để bảo vệ họ vào thời điểm này đó chính là bộ đồ bảo hộ y tế. Trình tự mặc áo và tháo bỏ đồ bảo hộ cá nhân, trang phục phòng hộ cá nhân. Bước 1, vệ sinh tay. Bước 2, bao giày. Bước 3, vệ sinh tay. Bước 4, mặc bộ quần áo choàng liền quần. Bước 5, vệ sinh tay. Bước 6, đeo khẩu trang. Bước 7, đeo mắt kính bảo hộ. Bước 8, đội mũ. Bước 9, vệ sinh tay. Bước 10, đeo găng tay. Những trường hợp cần thay khẩu trang y tế thành khẩu trang N95 là người tiếp xúc trực tiếp để khám, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19, thực hiện các thủ thuật lấy mẫu xét nghiệm. Không sử dụng hai lớp khẩu trang bao gồm khẩu trang y tế, bên trong khẩu trang có hiệu lực lọc cao như khẩu trang N95 hoặc tương đương. Khi thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19, các nhân viên cần tháo đồ bảo hộ một cách cẩn thận để kiểm soát vi khuẩn. Nhân viên y tế cần tháo bỏ các bước như sau. Bước 1, tháo găng tay. Bước 2, vệ sinh tay. Bước 3, kéo khóa áo choàng. Bước 4, vệ sinh tay. Bước 5, tháo bỏ áo choàng và bao giày. Bước 6, vệ sinh tay. Bước 7, tháo mắt kính bảo hộ. Bước 8, tháo khẩu trang. Bước 9, vệ sinh tay. Chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế trong bộ quần áo bên trong để sau khi tháo bộ phương tiện phòng hộ cá nhân thì có khẩu trang mới để sạch đeo ngay. Nếu không có sẵn, cũng trong thời gian này khi mà dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi, nhiều người chọn cách mang đầy đủ đồ bảo hộ trong quá trình dịch chuyển để phòng bệnh.
Mọi người cần tuân thủ đúng và đủ quy định phòng bệnh 5K như là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế theo khuyến cáo của Bộ Y tế là hoàn toàn có thể phòng ngừa được dịch bệnh COVID-19. Và đồ bảo hộ thì cần thiết nhất đó là vào thời điểm mà bạn phải xét nghiệm có các triệu chứng bệnh hoặc là những nhân viên y tế, những người có trách nhiệm phải tiếp xúc gần với các ca bệnh thì mới cần thiết phải sử dụng loại đồ bảo hộ này. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tiểu mục Blog Du lịch với phần trình bày của biên tập viên Việt Cường. Vâng ạ, xin được cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa. Vâng thưa quý vị, được xem là mảnh đất địa linh nhân kiệt, xứ Thanh còn được biết đến với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, mang đậm nét mộc mạc chân quê mà không kém phần tài hoa khéo léo. Đến với xứ Thanh, bạn vừa được thưởng ngoạn những cảnh sắc thiên nhiên đa dạng nè, hấp dẫn, vừa được thưởng thức những đặc sản vô cùng phong phú và vô cùng độc đáo của vùng đất xứ Thanh. Blog du lịch ngày hôm nay, Việt Cường mời quý vị và các bạn chúng ta đến thăm ngôi làng Bạch Câu, là một trong những ngôi làng ven biển tại huyện Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa, cùng nếm cái vị mặn mòi từ mắm cá nè, mắm tôm, những hương vị đặc trưng nơi làng chài cửa biển. Đồn rằng núi sỏi lắm tiên, Bạch Câu lắm cá, Thạch Tuyền lắm quan. Xưa kia làng Bạch Câu nằm sát bên bờ Lạch Sung, chặng cuối của sông Lèn, nhánh lớn của sông Mã. Với sự bồi lắng từ dòng chảy sông Đáy, sông Hồng, làng Bạch Câu lùi sâu vào đất liền, cách bờ biển đến vài km. Tuy nhiên, làng Bạch Câu vẫn làm nghề đánh cá với đầy đủ thuyền bè, ngư cụ. Trước đây làng Bạch Câu là một trung tâm đánh cá nức tiếng xứ Thanh. Trong ngày nắng hè tháng 7, những con thuyền gỗ neo đậu bình yên trong lạch sông khi nghe tin báo biển động. Đây cũng là lúc những người đàn ông được nghỉ ngơi, còn những người phụ nữ thì bận rộn đảo những mẻ mắm chín tới, mang thương hiệu nổi tiếng gia vị cổ truyền của làng Bạch Câu, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cái mắm đây là phải làm được cái con moi nhỏ, nó mới ngon cháu ạ, nó mới nắm thịt. Còn cái con tôm thì là không phải là mắm tôm là phải làm con tôm, mà mắm tôm là phải làm con moi. Tới làng Bạch Câu thật dễ dàng nhận ra gia đình nào là cơ sở làm mắm tôm, mắm tép chua, bởi hương thơm đặc trưng len lỏi vào từng con ngõ. Với họ khi xa quê, điều họ nhớ nhất về gia đình đó là hương vị mặn mòi của biển trong từng bể mắm phơi giữa trưa hè. Đó cũng chính là bí quyết làm mắm của người dân làng Bạch Câu. Mắm được phơi dưới trời nắng trong suốt 365 ngày. Mưa thì phải che kín, nếu không nước mưa sẽ làm hỏng mắm. Vì là càng nắng thì mắm nó càng ngon, càng thơm cháu ạ. Còn nếu mà nó không nắng thì là mắm nó không được thơm. Mắm tép, mắm tôm Bạch Câu được sản xuất theo phương pháp truyền thống. Từ con moi biển tươi ướp với muối tinh, ủ lên men hoàn toàn tự nhiên. Với mắm tép thì có thêm nguyên liệu thính rang, xay nhuyễn, tạo nên hương vị của mắm tép chua. Mắm tép chua thì có màu vàng cam, còn mắm tôm thì màu tím xanh sẫm. Nghề làm mắm ở làng Bạch Câu là nghề đem lại sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Và nếu có dịp đặt chân tới mảnh đất này, chắc hẳn quý vị cũng sẽ thấy ấn tượng về một ngôi làng sôi động, người dân cần cù, chịu khó. Vâng, xem xong những hình ảnh vừa rồi thì bản thân tôi cảm nhận được một điều rằng sự mặn mòi của biển cả đã đem lại cuộc sống ấm no cho người dân ở đây. Hy vọng rằng dịch Covid-19 mau qua đi để vào tháng giêng hàng năm lễ cầu ngư được tổ chức, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, cá tôm đầy ấp, để người dân của chúng ta luôn luôn được ấm no, được nhận những lộc từ biển. Và hy vọng là quý vị khán giả cũng như tôi sẽ có dịp đến làng Bạch Câu để chúng ta khám phá về cuộc sống muôn màu của người dân nơi đây khi mà dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.